Tập 34. Bác Quỳnh, xin chào. Xin lỗi vì không thể đích thân đón bác. Khách sáo làm gì, đều là công vụ, bổn phận thôi. Bác Quỳnh à, chào bác. Cấp trên phái bác tới, chúng tôi nhất định nắm bắt cơ hội học hỏi bác nhiều hơn. Bác nhớ chỉ bảo chúng tôi nha. Được. Phải đấy, bác Quỳnh à, bác là chuyên gia của mẫu tên lửa. Mọi vấn đề của nó đương nhiên không thành vấn đề. Cậu đừng nói như vậy. Tôi chỉ có chút bản lĩnh này thôi. Báo cáo. Chào viện sĩ Quỳnh, tôi là bác sĩ tâm lý Quỳnh Văn. Bác sĩ Quỳnh. Bác Quỳnh à, chúng ta vào trong thôi. Phải rồi, mời bác. Mời. Cô muốn làm gì? Chẳng phải viện sĩ Quỳnh tới giải quyết vấn đề trang bị à? Tôi chỉ... cũng đâu phải vấn đề tâm lý. Nhưng mà tôi cũng muốn được cùng... cô muốn làm gì? Phát biểu ý kiến về mặt tâm lý à? Như vậy đi, đợi chúng tôi giải quyết xong vấn đề kỹ thuật, hẳn giải quyết vấn đề tâm lý của cô. Được không? Tôi... đi đi. Bác Quỳnh à, cái này có phải không? Đúng rồi, cảm ơn. Bác Quỳnh à, cô bác sĩ tâm lý đó, chúng ta đang tổ chức cuộc họp kỹ thuật, người ngoài không tiện tham gia. Bác ngồi đi. Bác Quỳnh à, uống nước đi. Bác Quỳnh đúng là tỉ mỉ chu đáo. Thiếu một thành viên cấp dưới, bác cũng phát hiện ra. Không không không, thì cũng họ Quỳnh mà. Tôi còn tưởng là sẽ hợp chung. Đây là cuộc họp kỹ thuật nội bộ. Bác Quỳnh à, là như vậy. Quả tên lửa này đã được đưa về xưởng. Cái trên xe của chúng tôi bây giờ là mô hình mô phỏng. Nhưng mà chúng tôi đã chuẩn bị hết số liệu và tư liệu video. Mong bác Quỳnh hãy giúp chúng tôi bắt mạch để nắm được tình hình. Tôi cũng đã nắm sơ qua, cũng xem qua báo cáo sự cố, tham số của dữ liệu ban đầu và báo cáo kiểm tra lần 1, lần 2, lần 3. Tôi đều nghiên cứu kỹ. Trước khi tới, tôi còn ghé xưởng một lần, tiến hành kiểm tra đo đạc nhiều lần. Kết quả kiểm tra không thay đổi. Tên lửa không có vấn đề gì. Nhưng mà sợ nghe phần nhưng à. Nhưng mà trong toàn thể sự cố có tồn tại một nghi điểm. Xét theo lẽ thường, tên lửa xuất hiện trục trặc, chúng ta có thể tái hiện tình hình sự cố. Cũng có nghĩa là chúng ta có thể tái hiện trạng thái lúc đó của quả tên lửa, từ đó kết luận nguyên nhân sự cố. Nhưng mà nếu như không thể tái hiện, thì trên cơ bản là không phải. Tôi đang nói là trên cơ bản. Cái đó kiểu như là cậu có một chiếc xe, cậu không cách nào khởi động được. Cậu mang đến xưởng sửa chữa, người ta cắm chìa khóa vào là vậy. Nguyên nhân là gì? Chỉ dựa vào sự kiện ngẫu nhiên, chúng ta không thể phán đoán chính xác nguồn cơn của sự cố. Sau khi quả tên lửa được mang về xưởng, đã không còn xuất hiện tình trạng đèn báo chập chờn. Chúng tôi tiến hành 10 lần kiểm tra không gián đoạn, nó đều đạt tiêu chuẩn ban đầu. Dựa trên quy tắc kiểm tra, tôi đã có thể đóng dấu cho quả tên lửa này. Đúng. Nhưng mà tôi vẫn còn nhưng. Đây, tôi đã đọc một bản báo cáo kiểm tra tâm lý. Người trong cuộc tên là Hạ Quyết. Vâng. Hạ Quyết kiên quyết nói chắc chắn nhìn thấy đèn báo chập chờn. Giả lại từng dữ liệu trong các giai đoạn trên hệ thống điều khiển chính xác đến từng thiết bị đo, cậu ấy đều nhớ rõ mùng một, tường thuật chuẩn xác, từng tham số cậu ấy chép lại,
hoàn toàn khớp với kết quả chúng tôi nhận được. Như vậy nói lên điều gì? Thứ nhất, tôi rất khâm phục người có trí nhớ tốt giống như vậy. Thứ hai, có bộ não siêu việt để thuộc tới mức này, tôi không thể không xem xét và đánh giá lại sự cố lần này. Đó chính là lý do tôi đích thân tới đây. Bác Quỳnh à, bác xem, tôi mạo muội cắt ngang một chút. Báo cáo đánh giá tâm lý này, chúng tôi lại thiên về số liệu khoa học hơn. Tâm lý học cũng là khoa học mà. Đúng, nhưng mà tâm lý học, ý của bác sĩ Quỳnh là đánh giá lại toàn bộ sự việc, tất cả mọi ý kiến đều có thể làm dữ liệu tham khảo, đúng không? Tham khảo có giá trị. Khoa học mà, có những khi lại là nở qua trong tường mà thơm ngoài tường. Sự việc tiến triển tới giờ, quanh đi quẩn lại vẫn là chuyện đèn báo có từng lóe lên hay không. Nhưng mà nếu chúng ta bỏ sót một chi tiết mà đã đóng dấu việc quả tên lửa, thì xét từ mức độ nhất định, rất có thể nó sẽ xuất hiện lại sự cố. Khoa học mà, coi trọng nhất là sự chặt chẽ tỉ mỉ. Công việc của chúng ta phải đạt tới mức không sai lệch dù chỉ một chút. Đúng. Cho nên tôi muốn đi xem thử chiếc xe đó, xe phóng tên lửa 928. Xe 928 đã được chuẩn bị cho bác. Quả tên lửa trên đó là tên lửa mô phỏng. Bác xem, đây, lắp mô phỏng à. Tôi giới thiệu một chút, đây là hai tiểu đội trưởng phụ trách điều khiển của chúng tôi. Chào cậu, chào cậu. Giáo sư Quỳnh, chào bác. Xin chào. Chiếc xe mang về không có gì bất thường chứ? Dạ không. Được, vất vả rồi. Như vậy đi, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ làm việc. Dạ, với cả ở đây đi, giúp tôi trải một cái giường. Nếu mà tôi muốn ngủ thì chợp mắt một chút. Bác Quỳnh à, bác định làm việc ở đây bao lâu? Cái đó vẫn chưa biết. Có thể một lúc, có thể một ngày, cũng có thể là một tuần. Bác Quỳnh à, khu chờ lệnh chúng tôi có phòng nghỉ chuẩn bị xong cho bác rồi. Không, công việc kiểm tra phải ăn chung ngủ chung với thiết bị. Nếu tôi mà rời khỏi vài tiếng đồng hồ thì sẽ không nắm được biến đổi của hệ thống xe. Tôi phải nắm chắc từng ly từng tí. Tôi hiểu rồi, làm như vậy. Tôi cử hai chiến sĩ tới cho bác, canh 24/24. Kể từ bây giờ, không cho phép bất kỳ ai động vào chiếc xe này. Cảm ơn đội trưởng, cảm ơn chỉ đạo viên. Cái số tôi phải ngủ ở trong phòng thí nghiệm. Quen rồi. Nhỡ chợt nghĩ ra cái gì là trong tay phải có đồ đạc ngay. Không muốn chậm một giây nào hết. Chúng ta tranh thủ đi. Nếu không sao lại nói bác là chuyên gia tầm cỡ chứ. Tiểu đội trưởng Trần, như vậy đi, chúng ta dựng một cái lều ở góc đó, sau đó kiếm một cái giường của hãng Simon là tốt nhất. Đừng quá mềm, cũng đừng quá cứng. Không có gì bất thường. Nếu bác cần dữ liệu gì cứ nói cho chúng tôi biết. Được rồi, đại đội trưởng, hay là lái xe về khu vực đóng quân? Phải. Bác Quỳnh à, bác thấy như vậy có được không? Chúng ta lái chiếc xe này về khu vực đóng quân. Bác thích làm bao lâu cũng được. Không không không, không cần phiền như vậy. Ở đây tốt mà, cậu xem, không gian rộng như vậy. Tôi bày hết đống đồ nghề ra, cũng chiếm nhiều diện tích. Không lằng nhằng nữa, nhớ chuẩn bị trang phục cho tôi nha. Dạ. À phải, bảo Hạ Chuyết tới đây gặp tôi. Gửi cho cô. Đây đều là đồ anh cần mua à? Chị Diệt Băng nói sẽ giới thiệu cho tôi một mối lớn. Lúc đầu tôi còn không tin. Lớn thật sự. Bây giờ tin rồi chứ. Bây giờ càng không tin. Chỗ này nhiều quá. Chỗ này tôi không cọc nổi. Không cần cô cọc. Gửi cô. Nhiều thì hoàn lại, ít thì bù vô. Một người lính nhanh. Định mở tiệm tập quá à? Đây là đơn hàng đầu. Cô liên hệ với tiệm đàn đó, nói với ông chủ, tôi cần mẫu đàn này. Cô nhất định phải dặn dò mấy, hết sức cẩn thận, gói ghém kỹ, đừng để da đập. Cái đàn này đắt lắm đó. Hơn 30.000 à? Hơn 30.000. Ôi trời ơi, cái xe của tôi có 6.000 tệ mà anh hơn 30.000 lận. Phí sách tay, cái đàn này cô lấy bao nhiêu? Đàn thì không lấy tiền của anh. Phần nào nên lấy, chúng tôi nên lấy. Không lấy thì không lấy thôi. Chúng tôi bán hàng đông, cũng có quy tắc của bán hàng đông. Đơn này là đủ.
Trong này có 5.000 tệ. Anh đừng khách sáo như vậy. Lần này anh đã đưa tôi. Không phải, không phải. Trong này có tên người chuyển khoản, có cả địa chỉ, thông tin tôi đều viết hết. Cô gửi giùm tôi. Được, được. Còn gì nữa? Còn nữa là chuyện của cô Lương Nặc. Gần đây cô ấy không trả lời tin nhắn của tôi. Lương Nặc không trả lời anh. Tôi hiểu rồi, giúp anh chuyển lời chứ gì. Vậy muốn nói gì? Nói là anh nhớ cô ấy à? Hay là cái gì? Cô chỉ cần hỏi cô ấy tại sao không trả lời thôi. Tôi nói cho anh nghe, chuyện này không trách cô ấy được. Tại chỗ của chúng tôi sống rất kém, lúc có lúc không. Có lúc thì tận mấy ngày liền không có sống, cứ chập chà chập chờn. Hơn nữa chẳng phải như có một vụ sạt lở núi à, làm hỏng cả trạm cơ sở, khiến cho mất hẳn sống. Vậy à? Vậy thì cô bảo cô ấy, nếu không trả lời tin nhắn thì viết cho tôi một lá thư, có được không? Lãng mạn thiệt. Được rồi, gửi bức thư. Hay là tôi chụp hình của anh, khi nào về tôi gửi cho cô ấy. Cô chụp làm gì? Để chứng minh anh là thật. Tôi không nói dối, có phải không? Cũng ăn ảnh thiệt. Tôi xem. Này, ổn không? Đừng có gửi bừa nha. Tôi đang mặc quân trang, tôi hiểu mà. Anh thanh toán đi đã. Cô phải nhớ hết đó. Nhớ rõ rồi. 4 món đồ. Được rồi. Được rồi. Anh trai thần tài của tôi. Sau này anh cần mua gì thì lại tìm tôi nha. Nhớ lấy gương mặt này. Anh nhớ đấy. Gặp lại sau. Có suôn sẻ không đi? Có quân tình. Quân tình gì chứ? Đám khói đen đó. Cái gì mà dục qua một cái vậy? Không có gì, không có gì. Còn giấu giếm nữa. Cô bán hàng trong đó chứ gì? Ai mà chả biết. Biết hết à? Đáng tiếc thiệt. Cô ấy không làm lâu dài được. Tại sao? Cậu vẫn chưa biết à? Cấp trên đã gửi công văn xuống, nó sẽ giải quyết triệt để vấn đề dịch vụ của vùng sâu vùng xa. Chẳng còn bao lâu nữa là đại đội chúng ta có tiệm tạp hóa của riêng mình. Mua thống nhất, bán thống nhất, như trạm dịch vụ ở lữ đoàn vậy. Thế cô bán hàng trong này tính làm sao? Cũng đúng ha. Vậy mới nói. Chỉ mãi nói chuyện ăn uống, suýt thì quên. Đại đội trưởng bảo cậu tới khu chờ lệnh ngay. Xe đó, sao cậu không nói sớm? Báo cáo, tôi là Hạ Chuyết của trung đội 1. Đây là đơn điều động xe. Được thôi, cậu chờ chút, tôi đi bố trí. Hạ Chuyết tới khu chờ lệnh làm gì? Còn phải hỏi à? Chắc chắn là vụ đèn báo hiệu. Không ngờ vụ này lại khiến đội chúng ta chịu đủ. Đại đội trưởng và chỉ đạo viên ngày nào cũng trú ở trong khu chờ lệnh, không về nổi. Tôi cứ thắc mắc, sao đèn lại sáng lên được chứ? Thật đấy, bất lực thiệt. Mấy hôm trước tôi tới tiệm tạp hóa, mọi người ở tiệm tạp hóa đều hỏi tôi, người ở đại đội các cậu làm sao vậy? Cả ngày như người mất hồn, bật tới bật lui. Các cậu nói gì? Nào, tới gần tôi rồi nói. Không có gì. Nào, Hạ Chuyết. Hạ Chuyết. Dừng. Đây, xe số 1.
Hạ Chuyết có phải không? Giáo sư Quỳnh, chào bác, tôi là Hạ Chuyết. Nghe nói bác tìm tôi. Cậu thanh niên nhất biểu nhân tài, cậu học ngành STEM à? Dạ, chuyên ngành công nghệ thông tin. Dân, tôi đã xem qua cuộc thi của cậu. Đã là quá khứ. Tuyệt lắm. Sao cậu lại muốn nhập ngũ? Kể ra thì rất dài. Tôi từng thấy một vụ phóng tên lửa thật, rất là ngầu. Cảm giác sao rồi? Đi lính rất cực khổ. Thú vị. Tuy tôi không đi lính, nhưng cũng tiếp xúc với bộ đội cả đời. Hầu hết câu trả lời tôi nghe được là không khổ, không mệt, không nhớ nhà. Cầu thị thôi. Tốt. Tôi thích sự thẳng thắn của cậu. Cậu vẫn chưa biết tôi là ai có phải không? Có từng nghe nói bác là chuyên gia tới từ bộ tổng trang bị, là kỹ sư công trình, còn là giáo sư. Tôi là Quỳnh Lập. Lập là đứng nghiêm, là nhà thiết kế chính của quả tên lửa Dong 185. Chào thủ trưởng. Tôi không phải thủ trưởng, cứ gọi tôi là Lão Quỳnh. Như vậy không hay cho lắm, có vẻ bất lịch sự. Gọi bác Quỳnh còn được. Được rồi, tùy cậu. Cũng đừng căng thẳng. Tôi gọi cậu tới chủ yếu là để nói chuyện. Ngoài ra, cậu có thể giúp tôi tái hiện thao tác ngày hôm đó không? Dạ được. Nào. Mộng Mộng à, bài hát của người ta toàn là khổng tước bay về phía đông nam, sao cậu lại làm thành một tràng quả bay về phía tây bắc? Cậu thì hiểu cái gì? Đó gọi là ca khúc gốc. Là dịch tử Mộng này tự sáng tác nhạc và lời. Hay là được rồi. Tử Mộng. Đông. Cậu điên rồi à? Ai cho cậu tới trung tâm huấn luyện đàn guitar? Thì đang trưa mà, trưa cũng không được. Ai cho cậu tới? Cả tay của cậu nữa. Cậu không sợ bị biến dạng à? Tay mà biến dạng, làm sao làm hào thủ? Cậu điều khiển, chăm ngòi, đều dùng cái tay đó hết. Tiểu đội trưởng, không phải tôi muốn tới đâu, là họ cứ lôi tôi tới. Nói tôi viết nhạc hay, sáng tác hay. Nói tên ca khúc của tôi lại càng hay. Muốn biết tâm trạng của con quả. Cái bài cậu viết, giai điệu nhạc quảng trường của mấy bà thím. Nhạc của ai giống nhạc quảng trường chứ? Nhạc của ai giống nhạc quảng trường? Còn nói dối. Người ta cũng thấy nhà của cậu giống nhà quảng trường. Còn nói dối. Từ từ đã. Nhà quảng trường. Cậu nói nhà của cậu ấy giống nhà quảng trường. Nhà quảng trường thì sao chứ? Nhà quảng trường quê. Ai bảo cậu nhà quảng trường quê? Cậu có biết thanh niên nước ngoài mới ra quảng trường khiêu vũ không? Tôi cho cậu biết, nhà quảng trường vô cùng cao thủ. Cái gì mà trumba cha cha, bốn nhanh, bốn chậm, hip hop cái gì cũng có. Chị dâu cậu ngày nào cũng nhảy nhạc quảng trường. Cô ấy thích xem nhảy nhạc quảng trường đấy. Ngày nào cô ấy cũng cho tôi xem clip, rất vui. Tiểu đội trưởng à, chị dâu mới bao nhiêu tuổi mà đã đi nhảy quảng trường? Nhảy quảng trường không liên quan tới tuổi. Không phải tiểu đội trưởng, tôi. Mấy hôm trước tôi vừa xem tin tức, nói là nam nữ tốt nhất là đừng nên nhảy quảng trường. Nam nữ khiêu vũ, chứ có phải nam nữ tắm chung đâu? Sao lại không được? Các cậu mới tới mấy năm? Các cậu ở đây lâu rồi. Vợ của các cậu suốt ngày ở nhà, một năm gặp được mấy lần? Cậu có thể ở bên cô ấy hàng ngày không? Cô ấy nhảy quảng trường. Cô ấy thích nhảy quảng trường, làm cô ấy vui, giúp cô ấy kết bạn. Cô ấy thích leo núi, thích chạy marathon. Chỉ cần cô ấy vui là được. Tôi không thích nghe các cậu nói xấu nhà quảng trường. Tiểu đội trưởng, đại đội trưởng tìm anh. Đây, làm mất thời gian của tôi. Đến chỗ nào không có người mà hát. Cả tay của cậu khỏi hẳn rồi hát. Dân, chào tiểu đội trưởng.
cười cái con khỉ. Tình hình cơ bản của đại đội chiến nhẫn là như vậy. Tóm lại, ai sợ chịu cực thì báo cáo một câu rồi cuốn xéo. Muốn tiến bộ thì hãy ở lại đây. Nơi đây là nắm đấm trong các nắm đấm của lữ đoàn mình. Báo cáo tiểu đội trưởng, tôi đến đây chính là để chịu khổ. Dùng nhiệt tình, quan tâm, chu đáo, bền bỉ khiến bệnh nhân thoải mái, yên lòng, yên tâm, vui vẻ. Đúng. Chưa hết, bác sĩ Nhan, sau này chúng tôi phải học hỏi chị nhiều, học hỏi tay nghề xuất sắc và phẩm cách cao thượng của chị. Từ nay chị chính là thầy của chúng tôi. Đúng, đúng. Tôi chỉ là một nhân viên y tế, vẫn chưa phải quân y. Chúng ta đều là nhân viên y tế, chỉ cần mặc lưu vào thì chúng ta đều là thiên thần áo trắng. Bác sĩ không phân biệt cấp bậc cao hơn. Chữa trị cứu người mới là thiên chức. Cô nói đúng. Tôi chỉ vào quân đội sớm hơn các cô vài năm. Sớm hơn một năm cũng là đàn chị. Đàn chị vẫn là đàn chị. Tiểu đội trưởng vẫn là tiểu đội trưởng. Sau này chúng ta ở đây không còn cô đơn nữa. Ba người đồng hành, có phải không? Nói rất đúng, nào. Tiền Lỗi, cô nhìn Dương Điềm xem. Cô ấy giỏi thể hiện suy nghĩ của mình. Cô căng thẳng quá hay là sợ tôi? Dạ không, tiểu đội trưởng. Chủ yếu là tôi ăn nói vụng về. Với cả tôi biết. Băng băng, có tân binh hả? Anh tới đây làm gì? Bụng tôi. Không sao. Anh tới rất đúng lúc. Nào qua đây. Qua đây, qua đây. Làm gì? Vào đi. Không phải tôi. Vào đi, ngại cái gì? Nhìn nha. Tôi xin trịnh trọng giới thiệu với hai người. Viên lính già Lâm An Bang. Không, không già. Còn trẻ, hãy ghi nhớ gương mặt khôi ngô này cho tôi. Sau này anh ta tới khám, cứ gọi tôi trước. Nếu mà tôi đi vắng, thì đợi tôi về. Tại sao vậy? Tại sao? Vì hay thích giả ốm, thích làm tình nguyện viên. Cô nể mặt chút đi. Đi thôi, đưa hai cô đi xem phòng truyền dịch. Ở yên đấy. Tôi ăn một mình. Âu Dương à, chẳng phải cậu thi đại học à? Sao học cả tiếng Anh thi nghiên cứu sinh? Như vậy là cậu không hiểu rồi. Nếu tôi mà học được cả tiếng Anh thi nghiên cứu sinh, thi đại học còn gì đáng sợ. Không hổ danh là hào thủ bách phát bách trúng. Tốt. Cậu làm gì vậy? Sao lại mang báo cáo giải ngũ tới cho tôi? Cậu định làm gì? Thì chẳng phải năm ngoái không được duyệt à? Năm ngoái không được duyệt, năm nay cũng không duyệt. Thiệt tình. Đại đội trưởng, tôi đến thời hạn rồi. Tôi biết. Lão Dương à, năm nay đại đội chúng ta có hai sĩ quan trưởng cấp 1. Có bao nhiêu người giải ngũ đều là tổn thất rất lớn. Toàn thể lữ đoàn, đại đội, cậu là binh sĩ thâm niên của chúng tôi, trụ cột vững vàng của chúng tôi. Cậu phải phối hợp với công việc của chúng tôi một chút chứ. Không phải, đại đội trưởng, tôi tới kỳ hạn rồi, cũng nên giải ngũ rồi. Cậu định làm gì chứ? Tôi nói cậu biết, đại đội chúng ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ bách phát bách trúng. Toàn thể đại đội đang chìm ngập trong bầu không khí vui tươi. Người thì lập công, người thì được khen thưởng. Hai hôm nữa lữ đoàn còn duyệt công lao tập thể cho đại đội chúng ta. Cậu xem tôi, đã gần nửa tháng không tắm rồi, mãi mới được ra khỏi khu chờ lệnh. Hồi lại sức, hít thở chút không khí trong lành, thả lỏng một chút. Bây giờ cậu lại mang cái này tới. Cậu định làm gì chứ? Về đi, mau đi, mau đi. Không phải, đại đội trưởng à, lần này tôi đã quyết, ai nói gì cũng không được. Tôi biết. Vì lập công khen thưởng không có các cậu. Bách phát bách trúng không phải đội xe các cậu hoàn thành.
Tôi cũng không muốn nói. Có gì mà không nói? Cậu nói xem, tại sao đội Hạ Chuyết lại nhập ngũ? Vào lúc họ trẻ tuổi lạc lối, có một lần đứng bên bờ biển, nhìn thấy lực lượng tên lửa của chúng ta bắn một quả, cảm thấy chấn động ngay lập tức. Họ nói nhất định phải tham gia ngay. Bởi vậy đã đến đại đội chiến nhẫn của chúng ta. Trong lữ đoàn chúng ta có bốn báo vật lớn, tên thì không cần nói. Bốn trưởng lão này cũng nằm trong đại đội chiến nhẫn của chúng ta. Tại sao họ lại tới? Là vì nhìn thấy Dương Vạn Kim, Dương Nhất Chỉ Cậu bắn quả tên lửa đó. Tôi biết hết chứ, nhưng mà cái đó để làm gì chứ? Nghĩ mọi chuyện thoáng một chút. Năm ngoái lữ đoàn chúng ta có đến vài đợt bắn tên lửa. Cậu xem, người đại đội trưởng này nhập ngũ hơn 10 năm rồi, cũng chỉ từng bắn một quả. Thứ đó quý giá cách mấy? Cậu không biết à? Nếu đổi là súng trường tự động kiểu 95, nếu cậu chỉ bắn đạn, cậu thích bắn bao nhiêu thì bắn bấy nhiêu. Tôi có thể cho cậu bắn. Tôi không quan trọng. Nhưng mà vốn dĩ cơ hội đó thuộc về chúng tôi mà. Anh lại nhường cho hội của Âu Dương Tuấn. Là tôi nhường sao? Hạ Quyết của đơn vị các cậu báo sự cố, tôi chỉ có thể cho dừng bắn. Nếu tôi mà không cho đơn vị dừng bắn, thì có thể hoàn thành nhiệm vụ bách phát bách trúng không? Được rồi, lão Dương à, tôi nói thật một câu. Thực ra tôi không hề muốn để Hạ Quyết bắn quả tên lửa này. Cậu ấy nói cậu ấy không muốn làm trong quân đội, làm hết 2 năm là sẽ đi. Tôi có thể giao nhiệm vụ bắn tốt như vậy cho một người không muốn ở trong quân đội à? Tôi đào tạo cậu ta làm gì? Nhưng mà tôi không còn cách nào. Đề cử dân chủ, chọn ra cậu ta, vậy thì bắn thôi. Nhưng mà đội xe các cậu lại xuất hiện sự cố. Đó không phải đội xe chúng tôi, là cậu ta. Cậu đấy, làm lính kiểu gì không biết. Không nói với cậu nữa. Được rồi, dẹp đi. Cuộc trò chuyện của chúng ta đến đây kết thúc. Nói từ đâu kết thúc ở đó. Báo cáo giải ngũ này tôi không duyệt. Nếu như cậu vượt cấp nợ báo cáo, nếu cấp trên mà duyệt cho, thì tôi chúc cậu tiền đồ rộng mở. Dẹp đi. Không phải đại đội trưởng, đừng nói gì nữa. Lão Dương, tôi tặng cậu thêm một câu. Một đội xe chung tay tác chiến, cậu là xe trưởng, xảy ra vấn đề gì dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Đừng có lý do lý trấu. Tôi không đụng đẩy trách nhiệm. Nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Bác Quỳnh à, Tiểu Hạ, chương trình này là do cậu làm à? Là tôi và một chiến hữu nữa, Âu Dương Tuấn, có phải không? Dạ. Bác biết cậu ấy à? Tôi biết về cả hai người. Cậu giúp tôi lấy chương trình gốc này ra. Dừng.
Cậu làm gì vậy? Ngủ như con heo chết. Làm gì vậy, tiểu đội trưởng? Làm gì vậy? Nửa đêm nửa hôm làm tôi giật cả mình, suýt chút nữa tè ra quần rồi. Cậu tè trước đi, xong rồi qua đây nói chuyện. Không sao, không sao. Sao vậy? Có chuyện gì? Đêm hôm như vậy. Sao vậy? Hơi khó mở lời một chút. Có chuyện gì? Tôi hỏi cậu vấn đề này. Quan hệ với cậu và vợ cậu sao rồi? Đáng lý ra rất tốt. Đáng lý là sao chứ? Tốt là tốt, không tốt là không tốt. Rất tốt. Thế cậu quanh năm không về nhà, vợ cậu vẫn tốt với cậu à? Gia đình quân nhân chúng ta đều như vậy còn gì. Cũng không trách móc, thì dỗ dành an ủi thôi. Vậy cô ấy cũng hiểu à? Thì có những khi cũng không hiểu, cũng cãi nhau, cứ như vậy thôi, chứ biết làm sao được. Sao vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thôi không nói nữa. Đừng mà tiểu đội trưởng. Làm gì vậy? Đêm hôm như vậy anh xông tới chỗ tôi, đeo cặp kính râm, có chuyện gì? Chị dâu cậu chạy theo người khác rồi. Bác Quỳnh, bác Quỳnh, đây, tiểu Triệu có phải không? Bác Quỳnh à, nào nào nào, qua đây giúp một tay. Sao bác lại ở dưới gầm xe? Chân bác vốn dĩ không tốt, bác phải chú ý chứ. Không chui xuống gầm xe, làm sao mà biết đường dây có vấn đề hay không? Nào bác Quỳnh, mang đồ ăn khuya cho bác. Đừng để ở đây, ở đây có bản vẽ, mang ra đằng kia. Dạ. Bác Quỳnh à, bác ăn khuya xong thì nghỉ ngơi cho sớm. Giờ này cũng muộn rồi, ngày mai hẳn làm tiếp. Không sao đâu, lớn tuổi rồi, cũng quen làm việc khuya, yên tĩnh. Hạ Chuyết đâu? Vừa nãy còn ở đây mà. Thằng tranh này, để tôi đi tìm. Không cần đâu, lát nữa sẽ về thôi. Dạ bác Quỳnh, có chuyện gì cứ dùng bộ đàm gọi tôi. Tối nay tôi trực. Được rồi. Bác Quỳnh vất vả rồi, cậu cũng vậy. Tạm biệt. Dừng. Bác sĩ Quỳnh, chỉ đạo viên. Muộn như vậy rồi cô còn chưa ngủ à? Tôi đang định nói với anh đây. Hệ thống can thiệp tâm lý binh sĩ cần tiến hành xác định đánh giá đợt đầu. Ngày mai là tôi về bệnh viện căn cứ địa rồi. Dữ liệu thu thập trong giai đoạn này vô cùng quý giá. Làm phiền các anh. Cô đừng khách sáo. Ngày mai tôi đưa cô về. Tôi cũng mong sớm ngày được thấy thành quả nghiên cứu. Dạ. Nghỉ ngơi sớm. Vậy tôi đi trước. Chứng cứ có xác đáng không? Thế nào là xác đáng hay không? Chị dâu cậu đã tự thú rồi, chủ động tới tìm tôi rồi. Chị dâu cậu nói, kết hôn với tôi 20 năm cũng chẳng khác gì ly hôn. Quanh năm không thấy mặt nhau, cô ấy không muốn sống như vậy nữa. Không, tiểu đội trưởng à, anh đừng như vậy. Biết đâu chị dâu chỉ đang nói lời giận dỗi, chọc tức anh thôi. Giận dỗi cái gì? Đó là giận dỗi à? Cậu nhìn đi, nhìn đi, xem hai người thắm thiết như vậy. Cái clip này truyền khắp nơi rồi. Cậu xem hai người nhảy này, cậu nhìn xem. Ôi cái gì, nhảy cũng đẹp đó chứ.
Cậu còn khen. Tôi cho cậu xem show à? Cậu không đau lòng một chút nào sao? Bây giờ họ thành người nổi tiếng trên mạng rồi, còn tôi thì nổi tiếng bị cấm sừng. Cậu còn vui? Ai quay cho như vậy? Tiểu đội trưởng à, cái này chị dâu tự mình thừa nhận với anh thật sao? Cô ấy thừa nhận rồi. Tôi vừa tới đã thừa nhận rồi. Hai người chủ động tìm tới tôi tự thú. Cậu nhìn cái bộ dạng đó đi, nhìn cái vẻ mặt đó đi, xem phê chưa? Cậu nói xem, nếu đây là vợ cậu, cậu làm sao? Tôi nhất định sẽ cho một trận pháo. Ngày mai tôi về nhà một chuyến. Đừng mà. Nếu bây giờ anh mà về, chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, hậu quả sẽ khôn lường. Cậu bớt lời đi. Cậu nói coi, phải làm sao đây? Như vậy đi, anh cho tôi suy nghĩ một chút. Hả? Bác Quỳnh à? Về rồi hả? Đi xem video tư liệu còn lưu lại à? Dạ. Có kết quả gì chưa? Không sao, chúng ta đã có đột phá. Cậu xem đi, đây là một chuỗi mã số của hệ thống bắn thử nghiệm. Đây là mã số của quả tên lửa mà cậu từng dùng. Khi quả tên lửa được dựng lên, quan hệ giữa xe và quả tên lửa nên là gì? Nên là quan hệ giữa huấn luyện viên và cầu thủ. Huấn luyện viên đưa ra chỉ thị chiến thuật, nếu cầu thủ không chấp hành theo thì không được. Không có khả năng chấp hành thì lại càng không được. Cậu xem, đây là tập tin để lại lúc các cậu sửa lại hệ thống, cài đặt lại, khôi phục cài đặt gốc. Tập tin này không được cập nhật, không được cập nhật. Không được cập nhật khiến cho xe không thể nhận diện tên lửa một cách chính xác, dẫn đến một bộ phận tập tin có thể thay nhau. Một bộ phận tập tin thì không thể thay nhau. Số tập tin đó đi đâu mất rồi? Đèn báo HBU. Đúng, chính là nó. HBU phụ trách cái gì? HBU phụ trách điều chỉnh thời gian chênh lệch giữa lúc kích hoạt bắn và kích hoạt tên lửa, đảm bảo sau khi tên lửa được bắn, kích hoạt lần 2 hoàn thành việc bắn,